Bộ Y tế đang chuẩn bị kế hoạch giải quyết các vấn đề liên quan để đưa COVID từ danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B cuối tháng 6 này. Tính đến cuối tháng 5 vừa qua, cả nước ghi nhận hơn 85.000 ca mắc COVID. Trung bình mỗi tháng, nước ta có 17.000 ca, giảm 8,5 lần so với năm 2021 và giảm 48 lần so với năm ngoái. Thay đổi lớn nhất là khi chuyển bệnh COVID từ nhóm A sang nhóm B sẽ là thay đổi về chi phí. Bệnh nhân sẽ không còn được điều trị miễn phí nữa. Những trường hợp có thể bảo hiểm y tế sẽ được bảo hiểm thanh toán. Bộ Y tế cũng sửa đổi cập nhật các phát đồ điều trị, quản lý bệnh nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Vắc-xin COVID cũng được đưa vào hoạt động tiêm chủng thường xuyên.